Khi cuộc xung đột sắp đạt cột mốc một năm, các lực lượng Nga hôm 13 tháng 2 dồn dập pháo kích thị trấn Bakhmut, động thái mà Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xem là sự khởi đầu của một cuộc tấn công mới. Thực tế là chúng ta đã thấy sự khởi đầu, vì chúng ta thấy những gì Nga hiện đang làm là điều thêm hàng ngàn và hàng ngàn binh sĩ đến Ukraine. Giới chức quân sự cho biết sau khi đứng vững trong nhiều tháng, lực lượng phòng thủ Ukraine đã sẵn sàng đương đầu các cuộc tấn công trên bộ mới. Bakhmut là mục tiêu hàng đầu của các lực lượng Nga và việc kiểm soát thị trấn này sẽ mang lại cho Nga một ưu thế mới ở khu vực Donetsk và một chiến thắng hiếm hoi sau nhiều bước lùi trong những tháng gần đây. Các khu vực Donetsk và Luhansk tạo nên Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine mà các lực lượng Nga đang kiểm soát một phần. Trong cuộc tấn công vào Bakhmut, nhóm tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đóng vai trò tiên phong có đà tiến chậm mà chắc. Những đợt không kích và pháo kích mới của Nga khiến tình hình ở đó càng thêm khốc liệt. Theo quân đội Ukraine, phía Nga đã pháo kích dọc theo chiến tuyến và cho biết 16 khu định cư đã bị bắn phá gần Bakhmut, bao gồm ngôi làng tiền tuyến Chasivya, nơi các tình nguyện viên đang nỗ lực sơ tán cư dân, còn các binh sĩ Ukraine cố gắng giữ vững vị trí bất chấp thời tiết khó khăn. Chỉ huy đơn vị quân đội Ukraine Anton Fedorenko xem nơi đây là quê hương của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nhất quyết một tấc không đi, một ly không rời. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ được cung cấp vũ khí, chúng tôi sẽ có thứ gì đó để đáp trả. Chúng tôi sẽ có thể tiến hành một cuộc phản công ngay khi thời tiết cho phép, bởi vì bây giờ chúng tôi không thể tiến về phía trước, ngay cả khi chúng tôi có vũ khí để làm như vậy, vì điều kiện địa hình và thời tiết. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 2 cho biết họ đã ghi nhận hơn 7.000 dân thường thiệt mạng và 12.000 người bị thương kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, chủ yếu là do đạn pháo, tên lửa và không kích. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Ông Stoltenberg cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đang sẵn sàng ngưng chiến. Do đó, cách duy nhất để đảm bảo rằng Ukraine chiến thắng với tư cách là một quốc gia có chủ quyền là tiếp tục hỗ trợ quân sự cho họ. Ông Stoltenberg cho biết các đồng minh NATO hiện đang bắt đầu xem xét gửi máy bay để giúp Ukraine nâng cao năng lực quân sự. Ông nói nhu cầu hỗ trợ là rất cấp bách. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.